quay trở lại với quy trình chữa lành tiếp theo. Ai đó đã từng nói rằng lòng biết ơn là biểu hiện của một tâm hồn cao thượng. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thực hành quy trình với lòng biết ơn. Quy trình này có tên là biết ơn trong từng hơi thở. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một tư thế nhé. Bạn có thể chọn cho mình tư thế nằm hoặc ngồi, thư giãn, thả lỏng. Nếu như chọn cho mình một tư thế ngồi thì bạn có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi dưới một mặt phẳng đều được. Hãy nhẹ nhàng nhắm khẽ đôi mắt của mình lại. Hít một hơi thật sâu bằng mũi và nhẹ nhàng thở ra bằng mũi. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé. Hãy hít vào và thở ra. Hãy hít vào và thở ra. Hãy hít vào và thở ra. Thư giãn cho toàn bộ vùng trán của bạn. Thư giãn cho toàn bộ khuôn mặt. Thư giãn cho toàn bộ vùng đầu. Thư giãn cho vùng cổ của bạn. Thư giãn cho đôi vai. Thư giãn cho hai cánh tay. Thư giãn cho vùng lưng. Thư giãn cho vùng hông nhé. Thư giãn cho đôi chân của bạn. Tôi biết ơn vì sự tồn tại của tôi trên thế giới này. Cảm ơn cha mẹ đã sinh tôi ra để tôi có cơ hội được trải nghiệm và cảm nghiệm cuộc sống và thế giới với vẻ đẹp của sự đa dạng và đầy sắc màu của nó bằng tất cả giác quan của một con người. Tôi cảm ơn cơ thể này đã nâng đỡ sự sống của tôi. Cảm ơn đôi chân đã giúp tôi đi khắp nơi. Đi, đứng, nằm, ngồi, đến khắp nơi chân trời mới để khám phá cuộc sống. Cảm ơn đôi bàn tay là công cụ để tôi lao động, học tập, và đôi tay để yêu thương và giúp đỡ mọi người. Cũng là đôi tay để nhận lấy tấm lòng của mọi người đối với tôi. Tôi cảm ơn các giác quan đã là chiếc cầu nối để tôi giao tiếp với thế giới và khám phá thế giới. Cảm ơn sự diệu kỳ của đôi mắt đã giúp tôi nhìn thấy thế giới, nhìn thấy những thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn sự kỳ diệu của đôi tai để giúp tôi lắng nghe âm thanh của thế giới, của cuộc sống xung quanh, của vũ trụ. Cảm ơn chiếc mũi đã cho tôi phương tiện để hít thở, để ngửi mùi hương của cuộc sống, mùi không khí của mùa hè và mùi trái đất sau cơn mưa. Cảm ơn sự diệu kỳ của vị giác đã mang lại cho tôi sự hài lòng, giúp tôi cảm nhận đầy đủ bản chất của muôn vật, giúp tôi phân biệt được các loại thức ăn khác nhau. Cảm ơn sự kỳ diệu của bộ não của tôi, cơ quan đã giúp tôi khởi động các giác quan, giúp tôi học tập để thích nghi với thế giới này. Tôi biết ơn trái tim diệu kỳ đã duy trì dòng chảy sự sống tôi. Cảm ơn trái tim mạnh mẽ của tôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Vì sự sống của tôi, vì món quà sức khỏe đã gìn giữ sự sống của tôi. Tôi cảm ơn tất cả những kỹ năng và năng lực mà tôi đang có, giúp tôi làm việc, lao động để chăm lo cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Cảm ơn công việc vì đã cho tôi cơ hội lao động, sử dụng và rèn luyện sức khỏe, kiến thức, kỹ năng và năng lực của mình, cho tôi cơ hội để biểu lộ giá trị, ý nghĩa của sự sống và sự tồn tại của mình. Tôi cảm ơn những công cụ làm việc đã giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức như Internet, máy tính, máy móc, xe cộ. Tôi cảm ơn những người cộng sự tuyệt vời đã cùng tôi làm việc. Tôi cảm ơn khoản tiền tôi nhận được từ công việc lao động của mình. Tôi cảm ơn vì tất cả tiền mà tôi nhận được trong suốt cả cuộc đời mình. Nhờ có tiền, tôi có thức ăn, nước uống, quần áo và vật dụng, có những phương tiện giải trí, chi trả những hóa đơn sản phẩm, dịch vụ mà tôi sử dụng cho tới bây giờ. Tôi cảm ơn và trân trọng những thứ tiền có thể mua. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đồng tiền nhiệm màu. Tôi cảm ơn tất cả những trải nghiệm của mình, những trải nghiệm đã xảy ra như mong muốn và cả những trải nghiệm xảy ra không như mong muốn. Tôi cảm thấy biết ơn vì những trải nghiệm ấy đã cho tôi cơ hội lựa chọn cách phản ứng của mình để thể hiện tôi là người sở hữu những tính cách tốt đẹp như thế nào. Những trải nghiệm ấy cho tôi cơ hội để sống tốt hơn, cho tôi cơ hội để hoàn thiện hơn, và tôi cảm ơn vì những cơ hội ẩn chứa trong những điều không mong muốn ấy. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi cũng biết ơn cả những trải nghiệm mà tôi chưa được có, vì tôi biết rằng tất cả mọi việc xảy ra đều phục vụ cho một mục đích tốt đẹp nào đấy. Tôi cảm ơn mọi thức ăn và nước uống mà tôi may mắn được có, trong khi có rất nhiều người đói khát trên thế giới này. Cảm ơn thức ăn, nước uống đã giúp tôi duy trì sự sống, đã cung cấp năng lượng cho tôi, để tôi suy nghĩ và cảm nhận. Tôi biết ơn những người lao động sản xuất, những người buôn bán đã giúp tôi có cơ hội thưởng thức nhiều loại thức ăn với sự đa dạng và phong phú. Tôi biết ơn nguồn nước, một món quà tự nhiên quý giá giúp nuôi dưỡng sự sống để con người sinh hoạt, để tưới tiêu cuộc sống này, để cho cuộc sống được sinh sôi và phát triển. Tôi Tôi cảm ơn mái nhà mà tôi đang sống đã che chắn nắng mưa cho tôi. Cảm ơn con đường tôi đang đi. Cảm ơn không gian mà tôi đang cư ngụ bên trong. Tôi biết ơn những thứ tiện ích mà tôi được sử dụng trong thời đại hôm nay. Internet, điện thoại, các vật dụng giúp tôi sống, lao động tiện lợi và nhanh chóng hơn. Giúp tôi kết nối với người thân, bạn bè dễ dàng hơn. Tôi biết ơn tất cả những người mà tôi đã gặp. Tất cả những người ở gần hay ở xa, quen biết và không quen biết. Tôi cảm ơn những người đã yêu mến, giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn cả những người không yêu mến và không giúp đỡ tôi. Tất cả họ, mỗi người đều mang đến cho tôi một bài học về chính mình và mọi người. Tôi biết rằng nếu chú ý và khiêm nhường học hỏi, tất cả họ đều là những người thầy của tôi về một khía cạnh nào đó, và họ đang giúp tôi theo một cách nào đó. Tôi cảm ơn mọi mối quan hệ mà tôi đã có, đang có và sẽ có. Tôi biết rằng trong tất cả những mối quan hệ, kể cả những mối quan hệ không suôn sẻ, đều ẩn chứa những giá trị to lớn. Bất kể ai đều đến gặp tôi để mang đến cho tôi một điều tốt đẹp, và tôi phải là người tìm kiếm những điều tốt đẹp đó. Thật sự, họ đã từng mang đến cho tôi những khoảnh khắc tốt đẹp, những cảm xúc tích cực mà tôi đã vô tình quên. Tôi cảm ơn ngày hôm nay, vì ngày hôm nay đã ban cho tôi đặc ân để sống. Được suy nghĩ, được tận hưởng và được yêu thương. Tôi xin cảm ơn vũ trụ vì đã đặt mặt đất dưới chân tôi khi tôi thức dậy. Ánh sáng để tôi nhìn thấy mọi thứ khi tôi mở mắt ra. Và vạn vật để tôi trải nghiệm một con người. Tôi cảm ơn khoảnh khắc này khi tôi nhận ra sức mạnh của lòng biết ơn, để năng lượng mạnh mẽ tích cực này thay đổi bản thân tôi và chuyển hóa cuộc sống của tôi một chiều hướng tốt đẹp và tích cực hơn. Tôi cảm ơn sức khỏe tôi từng có trong quá khứ, cảm ơn sức khỏe tôi đang tiếp tục nhận được, và cảm ơn vì sức khỏe sắp đến của tôi. Tôi cảm ơn sức khỏe của tôi. Tôi cảm ơn tạo hóa đã ban cho tôi những năng lực thật sự đặc biệt của một con người. Có thể suy nghĩ, có thể ghi nhớ, có thể tưởng tượng và có thể ước mơ. Tôi cảm ơn những việc mà tôi mong muốn trong kế hoạch của mình. Tôi cảm ơn những điều tốt đẹp chưa đến, và tôi biết rằng nếu chúng đến, tôi sẽ biết ơn rất nhiều, và tôi quyết định cảm ơn chúng, vì chúng sẽ đến như mong đợi. Thank you, and I love you. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khẽ rung đôi tay của mình, khẽ rung những ngón chân, và từ từ mở mắt ra. Chúng ta hãy quay trở lại. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần thiền biết ơn trong từng hơi thở. Minh An cầu chúc những điều tốt đẹp, bình an, sức khỏe và những điều nhiệm màu sẽ đến trong cuộc sống của các bạn. Minh An gửi đến các bạn những năng lượng yêu thương, bình an và cầu chúc cho những điều tốt đẹp sẽ đến. Minh An yêu thương các bạn thật nhiều. Xin cảm ơn.